Ngọc Hương và anh Vũ rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Vũ ơi, hình như tháng này em có lọc ăn hay sao á. Bữa trước anh hai đi công tác ở Vũng Tàu, mua về cua biển ăn ngon thiệt là ngon. Ngày hôm qua thì nhỏ bạn mới dưới quê lên, cho nhiều quà ơi là nhiều quà. Vậy có món nào đặc sắc không? Kể anh nghe với. Có đó anh, có mấy con cá lóc đồng. Nghe cá lóc thì thấy thường đúng không? Nhưng mà ăn rồi mới biết, ngon khỏi chê luôn. Cá lóc đồng mà nướng chui thì thật là tuyệt vời. Ủa anh Vũ ơi, ngoài nướng chui ra thì mình còn làm được món gì ngon không? Mà em có ăn thử canh cá lóc nấu rau cần bao giờ chưa? Ủa canh gì mà nghe lạ quá vậy anh? Em chưa ăn bao giờ hết á. Phải cần là cái cọng cần tây không? Không phải, đó là cần nước đó. Hay người ta còn gọi là cần ta. Cọng dài và màu trắng trắng đó. À em biết rồi, phải cái cọng cần mà người ta xào với thịt bò không? Đúng vậy, hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho em và quý vị khán giả nấu món canh cá lóc rau cần. Để chuẩn bị cho món canh này thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị cá lóc một khúc khoảng 250g, rau cần 200g, hành tím, tiêu, muối, dầu ăn, nước mắm và một gia vị nữa, đó là bột ngọt Ajinomoto. Cần nước cắt bỏ gốc, sau đó ngâm vô trong nước vo gạo và rửa sạch. Ủa anh Vũ, sao mình phải ngâm vô nước vo gạo vậy anh? Tại vì rau cần nước mọc ở dưới nước nên có nhiều rong rêu. Chúng ta phải ngâm trong nước vo gạo, sau đó rửa thì rau cần mới sạch và trắng hơn. À, em học được một mẹo nhỏ từ anh Vũ đó. Các bạn lưu ý, rau cần mọc ở dưới nước nên có nhiều rong rêu, nên chúng ta phải ngâm trong nước vo gạo, sau đó rửa sạch. Trong quá trình cọ sát này, nước vo gạo có tinh bột sẽ cuốn đi những rong rêu cũng như làm sạch cho rau cần. Bây giờ chúng ta sẽ luộc cá với nước có thêm một chút muối. Sau khi nước sôi, chúng ta sẽ cho cá vào luộc. Trong khi chờ cá chín, chúng ta sẽ cắt rau cần. Chúng ta cắt khúc ngắn khoảng 5cm. Các bạn lưu ý, chúng ta nên rửa rau cần xong rồi hãy cắt. Như vậy mới giữ được nhiều vitamin C có trong rau cần. Kế tiếp, hành tím chúng ta sẽ băm nhuyễn. Cá đã chín, chúng ta vớt cá ra. Sau khi vớt cá ra, chúng ta hãy để cho cá thật nguội rồi mới gỡ lấy thịt. Xương chúng ta bỏ đi. Các bạn lưu ý, hãy nhớ lấy thật kỹ xương ra nhé. Sau đó chúng ta xé ra từng miếng nhỏ theo sớ cá như vậy. Xong rồi hả anh Vũ? Bây giờ thì anh làm cái gì vậy? Bây giờ anh sẽ ướp cá. Em xem cái cách anh ướp cá nha. Dạ. Em giúp anh bưng nồi canh này qua bên bếp kế bên nha. Dạ. Trước tiên anh sẽ cho ít dầu vào. Khi dầu nóng chúng ta cho hành tím vào. Xào cho thơm lên. Sau khi hành tím đã vàng, chúng ta cho cá lóc vào. Nêm với một chút bột ngọt, một chút muối và một chút tiêu. Sau đó chúng ta trộn đều lên. Bây giờ chúng ta tắt lửa, chút cá ra dĩa. Chúng ta phải chờ nước sôi, sau đó mới cho rau cần vào. Anh Vũ ơi, nước sôi luôn rồi nè. Đúng rồi, bây giờ anh sẽ cho rau cần vào. Trước tiên chúng ta phải cho phần thân vào trước. Kế tiếp chúng ta sẽ cho lá vào. Rau cần này rất mau chín, nếu chúng ta đun quá lâu thì rau cần sẽ dai. Sau khi chúng ta cho rau cần vào khoảng 1 phút là rau cần vừa chín. Bây giờ chúng ta tắt lửa. Cho phần cá lóc đã xào khi nãy vào. Nêm với một chút bột ngọt, một chút xíu muối và cuối cùng một ít nước mắm. Thế là món canh cá lóc rau cần đã xong. Món này rất đơn giản và lại nhanh nữa. Bây giờ tôi sẽ múc canh ra tô.
món canh này chúng ta không cần bỏ thêm hành hoặc ngò mà chỉ cần thêm một ít tiêu là đủ. Xong hết rồi hả anh Vũ? Nhìn tô canh thanh đạm quá à, cho em thử miếng nha. Sẵn sàng. Đây em thử xem mà. Em thấy rau cần có bị dai không? Rau cần không có bị dai, rất là giòn, mà ăn có vị the the nhẹ, nước canh trong ngọt. Mà em cảm thấy món canh này có thể là món khoái khẩu của em á, bởi vì hương vị của nó lạ mà ngon quá anh Vũ ơi. Mà anh nghĩ rất là dễ làm nữa đúng không nào? Dạ. Canh cá lóc rau cần với nguyên liệu đơn giản dễ tìm và lại nấu vô cùng nhanh. Quý vị và các bạn hãy vào bếp để làm cho bữa ăn hàng ngày của mình thêm phong phú. Chúc quý vị và các bạn thành công. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình lần sau, được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7 với món canh măng giò heo. Xin chào tạm biệt.